chia sẻ giùm rồi. Rồi bây giờ anh chị đến đây nhờ Tiểu Hải tìm con phải không? Dạ. Rồi bây giờ chị là gì của bé gái này? Dạ thím dâu. Thím dâu phải không? Dạ. Rồi còn anh là ba của bé phải không? Dạ. Rồi bây giờ anh giới thiệu anh họ tên gì? Lớn lên. Quỳnh Tấn Hùng. À, sinh năm mấy? 1974. Quên ở đâu? Đăng Quang 1, xã Long Thạnh. Quê Cần Duộc. Quê Cần Duộc Long An phải hiện giờ ở Cần Long An lên đây hả? Dạ dạ. Cần Long An đi xe năm lúc mấy giờ đến đây? Đến gặp Hiệp Thiên Hải. Nãy đến đây 8 giờ. À, rồi. Bây giờ con gái họ tên gì? Quỳnh Thị Kim Nhiều. À, sinh năm mấy? Năm con gái sinh năm mấy? Nhiêu tuổi anh? 14 tuổi. 14 tuổi hả? Ờ, trời 14 tuổi. Mới 14 tuổi à? Ờ, nè, con nói nghe nè. Ai mà chưa chấp bé này mới 14 tuổi coi chừng dính đến pháp luật nha bà con ha. Bà con cũng bắt đầu chia sẻ, ai mà dính với bé này là dính pháp luật ha. Bà con là bạn chia sẻ giùm. Bà con chia sẻ giùm ha, dính đến pháp luật ha. Bà con cũng bắt đầu bạn chia sẻ cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ giúp giùm ha. Giúp giùm cho. Dạ xin phép anh chị. Dạ anh có thể anh nha. Nói rõ về cái tấm hình trên tay của anh là bé gái của anh. Họ tên của bé đầy đủ là gì anh? Quỳnh Thị Kim Diệu. Huỳnh Thị Kim Diệu. Nhiều. À tên nhiều quá. Ồ, tên nhiều mà mới có 14 tuổi. Dạ. Rồi hiện nay thì bé còn học không anh? Nghỉ học này, mới nghỉ học. Bé mới nghỉ học. Bé bỏ nhà đi đến giờ phút này là bao nhiêu thời gian rồi anh? Đi là 2 bữa rồi. Mới 2 bữa. Dạ. Anh có biết lý do tại sao bé bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi không? Nó đi làm xong rồi chiều nó về xong rồi nó đi luôn. À. Bé hiện nay là bỏ học rồi, nghỉ học rồi và đang đi làm rồi. Anh có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện này cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được là con của anh hiện nay đang làm công việc gì trước thời điểm bỏ nhà đi thế này? Nó đi ba cũng như đi bán gần gần ở nhà. Nó lớn lên. Như là nó đi phụ quán lẩu 39K. Ừ. Xong rồi cái chiều cái nó ảnh mới điện ảnh kêu nó về chưa, là đang trên, nó nói con đang trên đường về. Xong cái nó nhắn tin với mẹ với ảnh là nó nói cha con đi Bình Dương làm. Xong rồi vậy cái điện lại là không có được. Cái ảnh kia nhà mới tung ra đi tìm là chạy ra cái quán 39K là nó gửi xe đạp điện kế bên. Rồi cái chị mà bán bánh mì á là chở nó lên bến xe quận 8. Rồi nó bắt xe qua bến xe miền Tây. Nó đi về Trà Vinh. Ồ. Nó đi về Trà Vinh mà ngày hôm qua đi xuống Trà Vinh tìm thì không có. Rồi nó nhắn tin với bạn nó là giờ nó lên Bình Dương nó làm ăn gỗ rồi, đừng có kiếm nó nữa. Anh chị có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện để cho cô chú anh chị và các bạn ở trên cộng đồng mạng hiểu được cái câu chuyện tại sao con gái chị 14 tuổi, anh chị 14 tuổi mà bé lại đi liên tỉnh mà đi nhiều tỉnh thành mà đi liền một lúc như vậy mà giờ lại báo tin lại quay ngược lại về Bình Dương là lý do sao ạ? Trước đây bé đã từng bỏ nhà đi hoặc dạ, chưa, bé đã... ở Cần Duộc nó còn chưa biết đường đi luôn. Nó không biết đường đi luôn. Vậy là anh chị có nghi ngờ cái điều gì mà cái câu trả lời của bé là bé hiện nay đi nhiều tỉnh thành như vậy không ạ? Lên cái Facebook thì có nó nói là nó quen với không biết là nó quen là nó có Trà Vinh không mà ý là tình nghi thôi, nó đi xuống với Trà Vinh tìm nhưng mà người ở với Trà Vinh thì nó không có thằng đó đó ở đây nên Facebook nhiều khi nó bị ảo. Rồi bây giờ nó nhắn tin là nó quay lại làm xưởng gỗ Bình Dương chứ từ đó giờ là nó chưa có đi đâu xa nhẹ hết á. Từ trước là chưa có đi mà không là... chưa bây giờ mà nó quen lắm, không biết có bị dụ mà nó mới nhắn tin với con với cái người làm chung với nó là nó nói là nó đi đi làm hãng gỗ rồi mà hỏi nó là làm ở đâu rồi nó nói là hỏi đi ai nó nói không biết em bị kiến gì mà em đi có một mình à, nó nói vậy thôi. Gia đình mình có tin cái điều đó không ạ? Có tin điều lời bé chắc là em theo như em là em nghĩ bé bị dụ chứ tại vì đó giờ bé chưa đi đâu hết. Trước khi con anh chị bỏ đi mất tích như thế này là bé có đem theo tài sản tiền không, bạc hay điện thoại không? Có cái điện thoại không, với cái bộ đồ với cục sạc thôi, không mang gì hết. Cái thời điểm bé bỏ nhà đi mất tích như này mất tích tại địa phương ở đâu ạ? Đông Thạnh á, xã Đông Thạnh. Thạnh ở đâu? Thạnh ở đâu ạ? Ở Cần Duộc Long An. Ở Long An. Rồi đi xe ôm, nó đi xe ôm lên bé đó chở lên bến xe quận 8 là cỡ 7 giờ 7 mấy á là em có chạy xe ôm lên đó luôn. Chạy xe lên đó luôn mà kiếm không kịp rồi. Bé chạy xe ôm đó chở nói là nó bắt xe ôm qua bến xe miền Tây đó mà là đi xuống Trà Vinh kiếm không có rồi bây giờ nhắn tin ngược lại nó làm hãng gỗ ở Bình Dương. Hiện nay điện thoại và tin nhắn hoặc Zalo Facebook của con của anh chị hiện nay mình còn liên hệ được không, có gọi được không? Nói chung là nó chặn người nhà hết, nó chỉ nó nhắn tin bạn nó thôi, còn số điện thoại điện được nó không bóc máy. Bây giờ vẫn điện được nhưng không điện được mà không bóc máy. Hiện nay để báo tin cho các bạn
là bây giờ bé đang ở đâu? Là Bình Dương. Bình Dương, nó nhắn tin bạn là Bình Dương. Cái thông tin như vậy là liệu có xác thực không? Gia đình mình liệu có chính xác không? Thì từ đầu nó cũng nhắn tin với anh em là nó đi Bình Dương, con đi Bình Dương làm. Nó đi Bình Dương nó làm. Mà đi ra hỏi cái con bé mà chở nó đi xe ôm á, thì nó nói là nó nói nó đi Trà Vinh chị. Rồi em còn hỏi nó bao giờ tới, nó nói là cỡ tầm sáng. Mà ngày hôm qua anh chị em xuống Trà Vinh kiếm thì thông tin không có. Gia đình mình hiện nay đã tìm kiếm ở đâu rồi? Chỉ đi Trà Vinh với lên quận 8 mà thôi chứ không đi đâu nữa. Con đã tìm kiếm theo thông tin mà bé đã chia sẻ. Dạ, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là bé đang ở đâu thì gia đình mình không biết. Dạ, rồi giờ nó nhắn tin là nó đang là Bình Dương ở hãng gỗ. À, cái tấm hình là nhìn nó không được rõ nhắn lắm. Nhắn tin chị lâu chưa? Mới nè, mới chị hai nó mới gửi. Nhưng mà ý là mới nhắn tin là làm ở Bình Dương đúng không? Mà nó nhắn tin với bạn nó chứ không phải là nhắn tin với người nhà bạn nó không à. Cái tấm hình trên tay của con anh chị thế này á, là tấm hình này của bé là đã chụp lâu chưa? Thành này nó chụp từ sinh nhật. Hồi nãy chị đi tìm hoài không có chưa? Chỗ quay. Mới đây à? Mới đây. Đi photo bé hiện nay cao khoảng mét mấy mà cân nặng khoảng bao nhiêu ký ạ? 14 tuổi ạ. 14 cái tổng nó cũng đùa con lắm. Nó tròn tròn. Tướng cũng to con. Con này nhìn rất khó phát hiện là tuổi của bé. Đúng không ạ? Thì nó cũng lớn, nhìn gương mặt nó lớn. Nhìn lớn con. Nó 14 nhưng mà nhìn nó lớn con. Hiện nay bị lừa đảo dụ dỗ trên Facebook, trên TikTok, trên các trang mạng xã hội khác, hiện nay bị lừa đảo rất nhiều. Nhưng mà theo như chị nghĩ là chắc bé bị dụ chứ nó đi một mình thì nói một mình mà sợ nó không biết. Nó đâu có biết đường đi nước bước gì đâu. Nó không biết gì hết, từ nhỏ đến lớn cứ đi đâu ra đường, cái vụ còn không biết mà. Trước thời điểm bé bỏ nhà đi thế này là ở nhà có xảy ra chuyện gì không ạ? Không, bình thường, vui vẻ à. Đi sáng đi làm, mới chiều về rồi. Vậy là bé đi phụ về hàng đi tháng như vậy đi, không đi, là đi, hàng, đi hàng, hàng tuần, hàng tháng là bé có đem tiền về cho có, gia đình không? Có. Này đủ luôn. Mà bữa đó đi, xong rồi đi, xong rồi bữa đó chợ là lãnh lương xong rồi đi luôn. À, lãnh lương trong lãnh nhà đi luôn. Lãnh lương là được một tháng là khoảng bao nhiêu tiền anh chị có biết không? Còn 2 triệu. 2 triệu một tháng. Nó làm ở đây ít quá rồi, nó đi Bình Dương nó làm được một tháng nhiêu tiền đó, nhiều hơn. Mục đích chính là đi kiếm nhiều tiền hơn. Đúng không ạ? Bé có thể bị dụ dỗ trên internet. Trên các trang mạng xã hội hiện nay bị dụ dỗ lừa đảo. Vì rất nhiều các bé làm phụ quán hoặc là làm ở đâu đó, một tháng thu nhập rất thấp. Và vì vậy chính vì như vậy là bị một cái khe hở. Rất nhiều các đối tượng hiện nay lợi dụng là nó là thu nhập một tháng 3, 4, 5, 60 triệu. Vì vậy các bé lấy lòng tham mà nghĩ rằng mình kiếm có thể kiếm nhiều tiền. Và nhiều bé đã sập bẫy, bị lừa đảo, dụ dỗ vào các đường dây buôn bán người hoặc bị khống chế, ép buộc vào các trung tâm massage, karaoke, trá hình ở tất cả các tỉnh thành hiện nay. Mà cái tin nhắn này nó chữ của nó là không phải nó viết hàng ngày. Không phải tin nhắn của chính người thân của gia đình mình. Nó nhắn y chang vậy, nó nói giờ... Nhưng mà cái hàng chữ nó nhắn bình thường là không phải chữ nét chữ của nó nhắn. Bé hiện nay thì tuổi đời có trên dưới 14 tuổi. Vì vậy nên ai chứa chấp, ai bao che hoặc có ý đồ gì lạm dụng bé gái thì sẽ ảnh hưởng vào pháp luật. Hy vọng là ai đó đang giam giữ hoặc đang khống chế hoặc bắt viết giấy viết nhận nợ. Hiện nay thì ở Biên Hòa thì tất cả trang báo mạng Đồng Nai đã đăng tải rầm rộ rất nhiều thông tin một đường dây hai vợ chồng tổ chức buôn bán người bất hợp pháp, giam giữ người và cho vay nặng lãi. Vì lý do là rất nhiều các bé xin việc làm trên mạng giống như thế này. Đó. Chính vì vậy đã bị bắt, nhốt, khống chế và bị ép buộc để quan hệ gọi là nhiều vấn đề khác để kiếm tiền. Nói như vậy chắc chị hiểu rồi. Thì mới đăng tải trên báo chí rất nhiều rầm rộ. Hiện nay là bắt một số các thanh thiếu niên xăm trổ gọi là các đàn anh đàn chị chuyên tổ chức buôn bán người. Đó. Anh chị có điều nào muốn chia sẻ trong video này để hy vọng là con gái của anh chị xem được sớm tìm cách liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em tìm cách giúp con anh chị cả nhà. Bây giờ mong nó biết được coi cái video này thì nó về mẹ nó xỉu nhà cha khóc đi tìm. Mẹ ở nhà là xỉu rồi. Thực sự là câu chuyện là rất buồn. Đúng không ạ? Đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương ở đây đăng tải phải nói rất nhiều video, một ngày hàng chục video lên trên tất cả các nền tảng trang mạng xã hội nhằm mục đích chính là để khuyên răn, cảnh tỉnh, cảnh báo cho các thanh thiếu niên và cũng là một lời nhắc nhở rất nhỏ cho các bậc phụ huynh hãy quản lý con em mình nhiều hơn, siết chặt nhiều hơn, kiểm soát và có thể là quan tâm để cho các bé là tránh tình trạng bỏ đi bị dụ dỗ, bị lừa đảo như thế này. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương này cũng giải cứu phải là vô số các đường dây tổ chức
buôn bán xuyên biên giới mà có thể ra Bắc, ra Hà Nội. Mục đích thì tất cả video đăng tải lên rồi thì đó là sự thật 100%. Thì chắc chắn là cô chú anh chị mọi người xem mà đã hiểu rồi. Anh còn điều gì muốn chia sẻ video này để hy vọng là con gái anh xem được không? Anh nhắn gửi tới con gái anh đi, nhắn gửi cho bé nó về với anh, thấy không? Anh kêu nó vậy đó. Kêu con về cha mẹ. Thật sự rất nghẹn ngào. Rất đau lòng. Kêu mấy bữa nay. Ừ, anh chị bà con nó xót xa, người cha mà đi tìm con khóc như thế này. Thì anh ơi, chị ở nhà có khỏe không mà anh đi vậy? Mệt, đi chứ mệt, đi không nổi. Bị suy sụp tinh thần. Suy sụp tinh thần đúng không? Thực sự đau lòng. Hy vọng là bé gái xem được video này sớm liên hệ cho gia đình hoặc liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương. Ở cuối video này em xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin kính chúc anh chị cùng với toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng một vài ngày tới thì con anh chị sớm liên hệ về cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương hoặc liên hệ cho gia đình. Nếu khó khăn thì các anh em này tìm cách giúp, bất kể lý do thì các anh em giúp được. Ở đây đội hiệp sĩ hãy là đăng lên là đi tìm. Đó. Tìm. Em cũng muốn mấy anh tìm em nghe nó về này mẹ sợ nó khổ quá. Cái thứ nhất là chưa xa nhà, chưa xa gia đình. Cái thứ hai là tuổi đời rất nhỏ. Thì hồi này em nói với anh chị nghe, anh em mà đăng cái video clip thì lên bé mà thấy bé về là anh em tìm được á. Thì anh chị cho bé lên đây để quay và cảm ơn bà con. Để ra đường á, bà con biết là bé này về rồi, không có điện thoại mà chỉ anh em nữa ha. À, mình đăng lên đã cho bà con ta coi là phụ huynh ta biết, đặng ta biết ta lo lắng con cái mình nhiều hơn, với lại những em á, coi mà cảnh tỉnh, chứ không phải là mình đăng lên xong mà về là xóa nha. Rồi cảm ơn. Ý là giờ bé mà có về là chở bé lên đây đúng không? Rồi. Chúc mừng hai chị mạnh khỏe nhé. Rồi. Cảm ơn gia đình.